Hoàng Dương Si Bít, tiêu chiến Nhiệt Ba hợp tác. Đường Yên lấy tài nguyên của Lệ Dĩnh. Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây trong showbiz hoa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé. Tiêu Chiến và Nhiệt Ba có khả năng hợp tác hay không? Tiêu Chiến và Địch Đại Nhiệt Ba không chỉ là đỉnh lưu mà họ còn là người đại diện của Tencent. Việc hai đỉnh lưu cùng hợp tác chắc chắn sẽ tạo ra những lợi ích không thể tưởng tượng. Nhìn bộ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do Dương Dương và Nhiệt Ba đóng chính là biết rồi đấy. Đối với việc Tiêu Chiến và Nhiệt Ba có khả năng hợp tác hay không thì chỉ cần họ không có thủ oán, kịch bản phù hợp hoặc nhà đầu tư thúc đẩy, thường thì họ sẽ không có ý định từ chối. Dù sao ai cũng muốn kiếm tiền và tạo quan hệ tốt hơn với nền tảng. Đường Yên lấy tài nguyên của Lệ Dĩnh. Bộ phim Phụ Nữ Độc Thân của Tân Lệ vẫn luôn đàm phán với Lệ Dĩnh, nhưng vì Lệ Dĩnh không thể an bài lịch trình, Tân Lệ không đợi nổi cô ấy nên mới giao bộ phim này cho Đường Yên. Mặc dù đều là sao nữ trong giàn 80 năm, nhưng khoảng cách của Lệ Dĩnh và Đường Yên lại khá lớn. Đường Yên không thể chạm nổi đến những tài nguyên của Lệ Dĩnh, chứ đừng nói việc lấy đi. Đừng nhìn thấy Đường Yên gần đây xuất hiện nhiều, thật ra cô ấy chỉ muốn tăng một chút độ phổ biến và đạt bước đột phá bên thương vụ thôi. Nhìn chung Đường Yên không nguyện ý rời nhà mấy tháng để vào đoàn phim cho lắm. Về phần Lệ Dĩnh, để đảm bảo chất lượng nên đoàn phim Giữ Phượng Hành quay rất chậm, sẽ không đóng máy nhanh. Lần này Lệ Dĩnh quay về phim Cổ Trang Thần Tượng bị mỉa mai rất nhiều nên cô ấy rất coi trọng Giữ Phượng Hành, cũng không vội vàng. Dù sao thì cô ấy vẫn còn phim chờ chiếu, mà Giữ Phượng Hành có nhiều cảnh võ thuật, cường độ mạnh khiến Lệ Dĩnh tái phát chấn thương, cho nên cô ấy vẫn chưa quyết định thêm dự án nào nữa. Sau Giữ Phượng Hành đóng máy thì sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vương Nhất Bác đẩy trách nhiệm cho người khác. Bộ phim của Vương Nhất Bác Trần Hiểu Flop bị mấy bộ tiên hiệp để đầu cưỡi cổ không ngóc lên nổi. Ban đầu Vương Nhất Bác nghĩ Trần Hiểu có bộ Cổ Trang Thần Tượng thành công thì có thể giúp cho bộ phim này hot. Ai mà biết được lúc chiếu rồi lại có thành tích thế này. Hiện tại Vương Nhất Bác rất sợ sẽ bị đổ cho cái danh khiến phim flop, nên anh ấy đã kiến nghị với bên phim đừng quảng bá gì về mình, mà gọi tên các diễn viên gạo cội nhiều một chút để lôi kéo sự chú ý từ phía khán giả. Vì sao La Vân Hy gầy như vậy? La Vân Hy gầy như vậy là vì anh ấy có chế độ giảm cân không khoa học, vì áp lực đến từ các vai diễn, lại không có thời gian nghỉ ngơi. Thêm vào đó La Vân Hy cũng khó tăng cân do dạ dày và làn nách của anh ấy không tốt nên không hấp thụ được. Thời điểm sức khỏe tồi tệ nhất, La Vân Hy thực sự đã nghĩ đến việc giải nghệ, nhưng còn quá nhiều công việc phải làm, anh ấy không thể muốn nghỉ lúc nào cũng được. Đối với La Vân Hy, một nghệ sĩ đang nổi cũng chỉ kiếm được tiền trong vài năm nên cứ cố gắng thêm một chút. Dương Tử sẽ không phản hồi về chuyện bánh kem nữa, giờ sẽ tập trung quảng bá cho tác phẩm. Đoàn đội không biết cách xử lý mọi chuyện tốt, sợ sẽ bị chế giễu nên cứ mặc kệ thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.